AG The Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Sau thời điểm lặt lá mai ở miền Bắc, hôm nay bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho các bạn thời điểm lặt lá mai ở miền Trung để cho hoa đúng Tết nhé. Vậy vì sao phải lặt lá mai? Việc lặt lá mai sẽ làm ngưng quá trình sinh trưởng của cây, kích thích cây ra hoa. Và việc lặt lá mai sẽ giúp đảm bảo nụ hoa ra đúng dịp Tết như ý các bạn mong muốn. Chính vì thế mà người dân phải tuốt bỏ hết lá giúp cây nuôi nụ non ra hoa đúng mùng 1 Tết. Người dân tin rằng, hoa mai vàng nở rộ vào ngày mùng 1 Tết thì gia đình sẽ ăn nên làm ra, tài lộc như nước, mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Về thời điểm lặt lá mai, mỗi năm sẽ có những ngày lặt lá mai khác nhau, có những năm nhuận và năm không nhuận, vì vậy mà ta cần phải căn thời điểm phù hợp nhất để lặt lá. Ở khu vực miền Trung thì nên lặt lá mai vàng vào cuối tháng 11, tầm 20 đến ngày 25 tháng 11 âm lịch. Tiếp đến, ta cùng tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa của mai vàng. Thời tiết. Đây là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc lặt lá mai. Vì vậy bạn nên theo dõi tình hình dự báo thời tiết diễn biến ra sao vào tháng 12 âm lịch để có thể tiến hành tuốt lá mai. Thời tiết có nắng kèm gió mạnh. Thời gian tiến hành tuốt lá mai sẽ lùi lại vài ngày, từ 3 đến ngày 10 tháng 12 âm lịch và ngược lại. Thời tiết hơi se lạnh. Đối với loại thời tiết này thì công đoạn lặt lá mai sẽ được tiến hành từ rất sớm, bắt đầu từ ngày 23 tháng 11 âm lịch. Thời tiết ấm nóng, lúc này thì bạn nên lặt lá vào khoảng 25 đến ngày 27 tháng 11 âm lịch nhằm tránh trường hợp hoa sẽ bung nở sớm hơn dịp Tết. Nụ hoa. Thời điểm lặt lá mai còn được xác định dựa trên kích thước phát triển của nụ mai. Khi thấy những nụ hoa bắt đầu lớn thì bạn có thể xác định được thời điểm lặt lá phù hợp. Đối với mai vàng 5 cánh, thì bạn có thể tuốt lá mai sớm vào khoảng ngày 25 đến ngày 26 tháng 11 âm lịch. Đối với mai vàng hơn 5 cánh, thông thường các loại mai có 12 cánh trở lên hoa thường nở muộn hơn so với mai 5 cánh vài ngày, nên bạn sẽ phải lặt lá mai sớm hơn một tuần so với mai 5 cánh, tức là từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 11 âm lịch. Tiếp đến, ta cùng tìm hiểu về cách lặt lá mai đúng cách. Việc tiến hành vặt lá mai nên làm định kỳ 3 đến 5 ngày một lần, thường lặt lá 3 đến 4 lần vào thời điểm lặt lá như trên. Nếu những cây mai có nụ có màu sẫm, vỏ trấu chưa tách thì tiến hành vặt lá lần 1. Lần 2 vặt cách lần 1 từ 3 đến 5 ngày, tiếp tục vặt lá những nụ căng tròn, nụ sáng màu hơn nhưng vỏ trấu chưa bung. Lần 3 cách lần 2 từ 3 đến 5 ngày tiến hành lặt lần cuối cùng đối với nụ mai bắt đầu có hiện tượng bung vỏ trấu. Lần 4 thường lặt cách Tết từ 10 đến 15 ngày khi nụ mai căng, màu xanh sáng, vỏ trấu bung. Ở lần 4 sau khi lặt lá thì sau 7 đến 10 ngày hoa bắt đầu nở. Khi lặt lá mai Tết, bạn tuyệt đối không tuốt lá toàn bộ một lần vì sẽ làm gãy, dập hoặc nát mầm hoa. Cách tuốt lá mai đúng kỹ thuật cụ thể như sau. Bước 1. Xác định cành mai cần lặt, tay trái nắm lấy cành mai. Bước 2. Tay phải tiến hành tước từng lá mai. Bước 3. Giật ngược từng lá mai về phía sau để cuốn lá đứt rời ra. Kế tiếp là cách xử lý khi mai ra hoa sớm. Nếu trời đang nắng hạn mà đổ mưa rào thì hoa mai sẽ nở sớm hơn, chính vì thế bạn nên hạn chế số lần tưới nước trong ngày. Chỉ nên tưới một lần vào buổi trưa với lượng nước vừa phải. Khi chưa đến 25 tháng chạp, tháng 12 âm lịch mà mai đã bung vỏ lụa. Lúc này nên phun nước mát hoặc nước đá ngâm tan lên toàn bộ tán cây và gốc cây. Nên cần đặt cây vào nơi râm mát để làm giảm tốc độ nở hoa. Thời điểm tưới trong ngày từ 8 đến 9 giờ sáng và sau 3 giờ chiều.
không áp dụng cách này vào lúc trưa nếu không cây sẽ bị sốc nhiệt. Tiếp đó là cách xử lý khi mai ra hoa muộn. Thấy lá mai đã già nhưng nụ mai còn hơi nhỏ. Có thể điều này sẽ khiến hoa mai nở trễ hơn. Tưới nước ấm vào gốc khi trời quá lạnh. Pha nước ấm với tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh hoặc 2 sôi 4 lạnh để phun trải đều vào nụ hoa lúc sáng sớm. Ngắt đọt non để thúc cây ra hoa sớm. Thắp đèn ánh sáng vàng vào lúc 7 đến 8 giờ tối hàng ngày để giúp cây có thể hấp thụ thêm ánh sáng. Điều này sẽ thúc mai nở sớm hơn từ 2 đến 3 ngày. Ngoài ra, khi mai nở muộn thì nên mang cây ra ngoài nắng. Đến gần thời điểm Tết bạn mới nên mang cây vào để cây được sưởi ấm và hấp thụ ánh sáng mặt trời đầy đủ. Cuối cùng là một số lưu ý sau khi lặt lá mai. Sau khi đã hoàn thành việc lặt lá mai, giai đoạn tiếp theo bạn cần làm đó là theo dõi tình hình tiết trời cũng như sự phát triển của nụ hoa để kịp thời bổ sung bón phân hữu cơ cho cây. Bên cạnh đó, khi cây bắt đầu ra hoa cần phải chăm sóc mai thật tốt để giữ gìn nụ hoa không bị rụng, bị sâu cắn nụ, đục nụ. Cách tốt nhất là phải phun thuốc phòng ngừa sâu ăn nụ cắn phá và tiến hành theo dõi thường xuyên. Khi phát hiện bị sâu ăn nụ hoa trên cây thì chúng ta phải hái bỏ đi ngay những nụ hoa đã bị sâu ăn và phun thuốc trừ sâu Clofen 240SC với hàm lượng 15ml cho 16 lít nước ngay để tiêu diệt chúng. AGRI Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.